Dàn xỉn lên cái là hả, vồ vập giống em, vô em giống như là à, anh là con sư tử đực nè, anh tới với em đây. Ông nói rồi ông bay tới ông xé đồ, xé đèn tùm lum hết trơn á. Em cũng đang chống cự quá trời nhưng mà hạnh phúc quá. Cái quay ra ông ngủ mất tiêu, lần nào ông dậy hết trơn. Không có làm gì hết. Nhà chồng qua nói xin phép nhà em cưới thì nhà em mới nói là thôi một năm nữa rồi hẳn cưới, thì cái dính bầu mất tiêu. Đi qua nói cái 2-3 ngày sau cưới luôn. Thôi đó là còn có một tháng à. Nhà ba mẹ em khóc quá trời luôn. Em nói trời ơi con gái ngứa gì vậy, mất mặt quá đi, trời nhà em người Huế nữa nên nghe cái đó là mẹ em té ngửa luôn. Ba em còn viết tâm thư cho em tùm lum hết trơn. Em nói là ba mẹ làm gì vậy, bên kia vui quá trời mà tối còn rủ em đi ăn đêm ăn bồi bổ sức khỏe mà tự nhiên về đây khóc gì thì ghê vậy. Hình như là ảnh không phải người Việt đúng không? Dạ. Giờ em là người Hàn Quốc. Em nói tiếng Việt rành như vậy là chắc là em ở Việt Nam nhiều năm rồi đúng không? Dạ đúng rồi, em ở Việt Nam từ năm 6 tuổi. Quá, 26 năm rồi. Anh bị Việt Nam hóa rồi. Sinh sống và làm việc ở Việt Nam luôn. Dạ em sinh sống ở Việt Nam cùng với vợ em và cùng với gia đình, có mẹ và có cả gia đình chị ở Việt Nam nữa. Mê Việt Nam lắm hay sao ở Việt Nam? Riêng em thì thấy là ở Việt Nam thích hơn là ở Hàn Quốc ạ. Hôm nay em đến đây quay chương trình Vợ Chồng Son thì có người nhà đi theo cùng không? Dạ có mẹ với chị. Dạ xin chào. Xin chào. Hạnh rất hân hạnh. Xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Ni, công việc hiện tại của em là phun xăm thẩm mỹ. Dạ em năm nay 30 rồi. Rồi còn em. Dạ em chào hai anh chị. Em là Kang Yubin. Dạ, năm nay là 31 tuổi và em thì là hiện tại đang làm việc tại một cái công ty tập đoàn của Hàn Quốc. Dạ. Rồi bây giờ kể cho chương trình biết đi, cái tình cảm của các em bắt đầu như thế nào? Dạ, anh này là bạn thân của anh người yêu của em. Một lần nó ổng dắt cái ông này ra, cái em nhìn thấy rồi nó chết rồi. Cái đối tượng của tôi là nằm ở đây, không phải là cái anh kia rồi. Em về cái em suốt ngày em tơ tưởng thấy ông này. Cái em mới nói với ông kia là đi đâu cũng dẫn cha này theo đi. Cái ông kia cũng tưởng thiệt, cái đâu cũng dẫn theo hết. Cái có một lần là hả, anh hẹn với em đi chơi hai người nhưng mà không lên đón em được, cử đại diện anh này đi. Anh này đi với em là đi từ bữa đó luôn. Nhưng mà lúc đó là em bao nhiêu tuổi rồi Ní? Dạ, lúc đó còn nhỏ, em mới học lớp 10. Em nghĩ là em lúc đó là rất là ngây thơ, không có biết gì hết. Có bạn rủ đi thì đi chơi cùng. Sau đó thì tự nhiên hai người nó thân nhau hơn. Có một cái tình cảm đặc biệt hơn so với lại những người bạn khác. Đâu Ni kể đi Ni, cái cảm giác của em lúc là thời điểm đó em phải xoay sở như thế nào để mà cái người kia hiểu được mình? Thì em không quan tâm tới cảm xúc của bạn trai em nhiều, em chỉ quan tâm tới cảm xúc của ông chồng em thôi. Em chỉ thấy là anh này em bắt đầu anh bật đèn xanh cho mình rồi tự nhiên lên đón em, cái rủ em đi coi phim là em sướng mà. Em sướng lắm luôn á, vô trong rạp phim tự nhiên nắm tay em nói trời ơi, dính rồi, về là chia tay ông kia gấp để quay qua ông này. Trời ơi. Vậy hả? Tại vì là thời gian mà Ni quen bạn em thì mới chỉ tầm 1-2 tháng. Nên bạn cũng nói là không có để ý đến cái vấn đề đó nhiều. Dạ lúc đó mới lớp 10 là tình yêu nó cũng trẻ con. Đúng rồi, con nít mà. Hai em là quen nhau bao lâu mới cưới? Dạ tầm 8 năm. Lúc đó em chắc em cũng ghiền phim Hàn Quốc hay sao? Hay là như nào mà tại sao lại bạn này mà gặp cái là em thấy đó là mẫu người của em liền? Hồi em cũng thích phim Hàn Quốc mà ông này ở đó ông đẹp trai rồi nhỏ xíu mà đã được chạy xe máy mà chạy mô tô nữa. Trời ơi mà em thấy là đối xử với mấy bạn nữ khác là rất là dễ thương. Em thích lắm, mê quá trời luôn. Em học trường ở quận 3 Mercury, ông này ở Tân Bình ở xa em. Hot lắm, từ trường em ai cũng biết ở bên trường đó có anh này hết, anh này là hot boy bên đó luôn. Còn em lớp mấy? Lớp 10 luôn ạ. Tại vì là em đến Việt Nam lúc 6 tuổi và học một năm tiếng Việt xong rồi vào trễ. Thực sự cái tình yêu mà nó nảy nở theo kiểu giống như là nam nữ mà trưởng thành á là bao nhiêu năm sau? Dạ tốt nghiệp xong rồi mới thấy nghiêm túc hơn. Trưởng thành rồi, lúc đó trưởng thành rồi. Có thể cho phép tất cả mọi thứ rồi đó. Thì hai đứa lần đầu tiên là ở đâu? Dạ lần đầu tiên là tụi em đi du lịch. Gia đình nhà chồng em á, chị với mẹ em dắt đi theo một số 4 người ở chung vậy để kiểm tra luôn luôn, kiểm tra 24/54. Cái xong rồi đi mall 4 người chung thì ông này ông nói là ông nhóng mặt nhức đầu, sắp biên đủ chưa vậy, đi về đi anh nằm chút đi. Cái em nói thôi anh về trước đi, ông nói em có lương tâm không, anh xách đồ cho em nãy giờ mà em để anh đi về có một mình thôi hả. Em cũng suy nghĩ tưởng thiệt mặt tái xanh đẹp thế luôn. Về tới khách sạn tự nhiên thấy vui trở lại liền, hạnh phúc ơi là hạnh phúc luôn. Cái
Rồi xong rồi ông dắt em vô phòng rồi cái chuyện gì tới nó tới luôn. Ông nói là phải tranh thủ lẹ lẹ lên chứ mẹ chị già là chết luôn. Tức là lén mẹ với chị đó hả? Lúc đó là tại vì mới tốt nghiệp ra trường và đang là trong thời gian như là bạn ấy em cũng đang đi học đại học. Mẹ với chị thì muốn kìm lại nhưng mà hai đứa thì mà chưa mẹ có biết là cũng lâu rồi kìm chế tại vì là không? Thời gian quen nhau cũng tương đối là lâu. Dạ. Đúng rồi, cũng 4 năm ha, 3-4 năm rồi. Rồi trong quá trình yêu thì có cái biến cố gì xảy ra không? Chia tay thì cả ngàn lần. Người mà chủ động chia tay nhiều hơn là Ni. Thì em cũng lâu lâu cũng có. Có lần chia tay dài nhất cũng gần cả năm á. Lý do? Đôi hơi bạn bè mê chơi game rồi đi linh tinh chơi. Xong rồi mày đặt tập tành hút thuốc nữa. Hỏi em là thấy hút thuốc ngầu không? Ngầu không thấy được không? Xong rồi em nói là không, dừng lại đi, không có chịu vậy nữa. Vẫn tiếp tục như vậy, cái bực mình cũng gọi điện thoại mét mẹ luôn. Em nói là mẹ ơi, con biết Dubin có nhiều tiền lắm, đi làm kiếm tiền. Ông này thì ông cấm em nói. Em đi nói hết luôn đó là còn chơi với bạn xấu nữa. Rồi anh này anh giận, nó nói là ai cho gọi mét như vậy. Từ nay là đừng có gặp nữa nha. Tức là gần cả năm không gặp nhau luôn. Mét mẹ của Bin. Tại sao một năm sau lại quay lại? Ai là người chủ động quay lại? Hình như là người chủ động là em. Chắc là anh mày còn gì nữa. Thôi là em. Trong thời gian đó là Ni cũng có quen một người khác và em cũng có quen một số bạn gái khác nhưng mà thấy không có hợp và cũng không thấy tình cảm như là hồi quen Ni. Giờ muốn quay lại thì gia đình anh phải đi qua gặp nói chuyện với ba mẹ để mình tiến tới hôn nhân mình cưới luôn chứ mình quen cũng lâu rồi, cái anh này cũng nghe lời. Thì bao lâu thì cưới? Gia đình nhà chồng qua nói xin phép nhà em cưới thì nhà em mới nói là thôi một năm nữa rồi hẳn cưới thì cái dính bầu mới tiêu. Thì qua nói cái 2-3 ngày sau cưới luôn. Thôi đó là trời. Còn có một tháng à. Nhà ba mẹ em khóc quá trời luôn. Em nói trời ơi con gái ngứa gì vậy, mất mặt quá đi trời. Nhà em người Huế nữa nên nghe cái đó là mẹ em té ngửa luôn. Ba em viết tâm thư cho em tùm lum hết trơn. Em nói là ba mẹ làm cái gì vậy, bên kia vui quá trời mà tối còn rủ em đi ăn đêm ăn bồi bổ sức khỏe mà tự nhiên về đây khóc gì thì ghê vậy. Tụi em cũng đã quen nhau một cái quá trình nó dài như vậy và có một cái kết cũng viên mãn. Tật xấu của anh Bin này nhiều không Linh Ni? Chồng em là không có lãng mạn. Nhiều khi có bữa em đang sấy tóc ổng lại giật cái máy sấy, ông sấy cho em, trời em cảm động. Chắc là chuẩn bị nói yêu em rồi, cái nhìn em âu yếm nói anh nhớ mấy con chó của anh ghê rồi đó, anh cũng sấy tóc cho nó giống như vậy. Rồi thật xấu gì nữa? Với lại là em hay chọc ảnh là yếu đuối á, về xỉn lên cái là hả vồ vập vô em giống như là anh là con sư tử đực nè, anh tới với em đây. Rồi ông bay tới ông xé đồ xé đèn tùm lum hết trơn á. Em cũng đang chống cự quá trời nhưng mà hạnh phúc quá. Cái quay ra ông ngủ mất tiêu, lần nào ông dậy hết trơn. Không có làm gì hết. Sao ông chơi kiểu kỳ ông? Làm hổ xong rồi kiệt sức. Tại lo vồ quá đó rồi xé đồ. Mất hết sức rồi. Quay ra ông dạ, sao ngủ mất tiêu. Cái lần sau em rút kinh nghiệm, chồng em bắt đầu vồ vập vô. Khi em nói em không chống cự thì chồng em mất sức quá, quay ra cũng ngủ tiếp. Bây giờ còn vồ vập nữa không? Kiểu đó không? Nó duy trì tới giờ luôn á. Mỗi lần say lên thì em làm thường là như vậy. Tỉnh có bao giờ anh hóa thân thành cọp thành sư tử được không? Dạ không, yếu đuối, vẫn yếu đuối cái style đó vậy luôn. Trong cái chuyện nó cũng vậy, cái giờ em làm gì ông cứ như con gái vậy đó. Ổng là dây nữ mà ổng cứ quay mặt ra ổng mắc cỡ, ổng cười ổng ngẽn như em nói thích nhưng mà sao mà em dê dữ vậy. Sao dê dữ vậy nên ghê quá đi. Là tới bây giờ là sống với nhau 8-9 năm rồi mà vẫn còn e thẹn. Dạ, trong cái vụ rồi. Đó đúng không? Ảnh hiện thùng em không có quen được, không có hơi ngại. Quay mặt vô cái là trời ngại quá, sao em làm vậy ngại quá. Rồi có hay giận hờn vu vơ gì không? Trời ơi, như con gái hay giận lắm á. Mỗi lần mà gọi cho em mà không bắt máy cái là em làm cái gì vậy? Em hết yêu anh rồi phải không? Ngồi ăn cơm ngồi nói với em là hôm nay có gì vui không em kể cho anh nghe với. Cái em nói là hôm nay không có gì đặc biệt hết á. Em ơi nhưng mà em có yêu anh không? Trời hỏi cái câu đó thôi mà cái đầu mâm cơm tới cuối mâm cơm chắc 15 lần luôn á. Em nói không có trả lời nữa, mệt quá. Cái đứng lên uống nước cái nè, em có yêu anh không vậy? Em lầy anh không? Lầy dễ sợ lầy. Em theo anh thấy đó là cái cử chỉ lãng mạn đó em. Em ghét không trả lời nữa thì lại giận quay ra nó biết ngay mà giờ lấy ta về rồi cứ vậy phải không, đâu có thèm. Giờ lấy tôi về nữa. Trời. Coi như hái hoa bẻ nghị xong rồi là bỏ tôi bên trời đường. Em thôi, thích nghe ngọt lắm nhưng mà ông này không bao giờ nghe ngọt hết trơn á. Nói cho cái câu mà ngọt ngào nhất em nói với vợ em đó là câu gì? Em nói là anh yêu em thôi chứ cũng... Anh cũng yêu em. Em phải nói trước sao mà anh cũng yêu em thôi. Tới Bin đó, Ni có tật xấu gì không? Chào quá nhiều ạ. Nó chọn lọc ra hơi khó. Nhưng mà như là Ni thì từ nhỏ đến lớn đều không có làm việc nội trợ hoặc là nấu nướng. Nên về những cái việc đó hơi tới bây giờ cũng vẫn chưa được tốt lắm. Vẫn còn vụng về xíu. Vụng về nhiều. Nhiều luôn á. Ủi một cái áo cho con.
mà mất 2 tiếng đồng hồ. Em có lâu lâu cũng có than là hôm nay anh làm việc mệt quá, anh làm căng thẳng quá. Thì Ni cũng than ngược lại, nói là em cũng ở nhà mệt lắm, làm việc nhà, giặt đồ, ủi đồ, nấu cơm. Em cũng nghĩ là những cái công việc ở nhà cũng sẽ rất là mệt đối với người phụ nữ mà làm nội trợ. Đêm về thì thấy Ni nói là bây giờ em phải ủi đồ. Thấy một tiếng sau, thấy Ni vẫn ủi một cái áo. Thôi một tiếng sau đó nữa em qua lại thì vẫn ủi cái áo đó. Không phải là áo của người lớn nữa, áo đứa con trai ngày hôm sau đi học. Con rồi là xấu gì nữa. Và có hay chọc ghẹo chồng không? Mỗi lần giận lên hay là có việc gì đó thì thường là nói với em. Em nói là em không thích như vậy, nhưng mà vẫn nói. Vậy đó hả? Dạ không, không phải đâu, anh Nguyễn Kỳ á. Ông kêu em là, ê đi heo, đi heo. Cái em đâu có giận đâu, em mới kêu lại, vô bên chó. Cái tự nhiên giận em á, sao chồng mày kêu vô chó vậy mày? Cái vậy là giận á. Nói em là BD. Nói em là giống như con gái mới lớn. Dạ giống con gái mới lớn quá trời. Chuyện phòng the thì lúc nào cũng núp gần bên, chú vô góc cho em bắt cỡ quá, ngại quá. Còn á hả, về nhà cái bình nước bự 20 lít vậy nè, em nói là thôi để em khiêng cho, không sao đâu. Em khiêng, vậy mà cũng để cho em khiêng thiệt. Khiêng xong rồi nói, ông tập yoga khỏe dữ ha, bữa sau em khiêng luôn nha Ni. Chịu nổi không chị? Thì em định khiêng rồi, mà Ni nói là thôi để em khiêng cho. Thì thôi để, thì nghĩ là khiêng được. Mới mình dành, dạ, nên em mới để. Em dành giả bộ thôi chứ bộ em đâu có dành thiệt đâu. Anh thiệt tình đó em. Đó. Bin có biết cái câu mà con gái nói có là không, con gái nói không là có không? Dạ, dạ, con Bin biết con bài nghe. Đó không? Dạ, dạ, biết không? Đó, là Ni xài cái chiêu đó đó. Không mà em không có hiểu được ý. Chán lắm, cứ nói em là em muốn gì nói đại ra đi chứ anh đâu phải thánh đâu mà anh đoán em mà được hay không, nói đại đi. Còn em không nói em thiệt thòi đáng chịu nha. Thì Ni muốn gì thì em đều đáp ứng. Nếu mà không nói thì em không có biết được. Thì mỗi lần như vậy đó là em có khó chịu không Ni? Riết em quen rồi em thấy kệ BD chút xíu cũng sao, dễ thương. Và không biết cặp đôi này họ hot hòn hot trên mạng xã hội như thế nào, thì bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về màn hình để cùng chào đón cặp vợ chồng son xuất hiện trong chương trình kỳ này. Em đừng té ghế nha. Dạ. Xin mời. Oh my god. Xin chào anh Vin, em yêu anh Vin, em yêu chị. Rồi, chị cảm ơn, chị cảm ơn. Rồi mời hai bạn đó. Xin cảm ơn. Thấy chưa, em phải té ghế thấy chưa? Trời, lâu lắm rồi quý vị ơi, tôi mới té ghế đó. Xin lỗi. Và bây giờ cái tim vẫn còn đập mạnh đây. Đây là giống tôi, như là khoan hai chị em song sinh vậy đó. Lộn mãi gì chị ơi, đây là chương trình vợ chồng son, đúng không? Còn sao lại là hai cô dâu xuất hiện là sao? Thì bởi vậy mới nói giống như là đây không phải là chương trình come out. nhưng mà tức là ở đây giống như là tụi em làm một cái surprise cho tụi chị đúng không? Một cái surprise cho tụi chị với lại khán giả đúng không nè? Khoan, bây giờ phải hỏi là ở đây là cosplay đúng không? Đang cosplay cô dâu đúng không? Cosplay không? No, it's not cosplay. Không phải là mà dạy em như thế này đâu ạ. Thực ra là can you introduce something about yourself? In Vietnamese, please. Tôi là Trish. Tôi là Tây Hoa Trish. Tôi đang từ Mỹ. Trích nói lớn lên. Và tôi yêu Việt Nam. Tôi love Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam. Yeah, I love Việt Nam. Bây giờ thôi, bây giờ một bây giờ, tại vì hồi nãy á là bạn nói nhỏ quá. Thành ra là anh muốn là bạn nói lại một lần nữa mà nói lớn hơn. Okay. Yeah. Nói to đó, nói to ra. So can you speak louder please? One more time. Yes. To do something with us. Tôi yêu Việt Nam. Yeah. Việt Nam bơ đi. Việt Nam bơ. Chắc xuống đường nhiều lắm nè. Thôi bây giờ mời bạn giới thiệu về mình. Introduce yourself. Tôi là Trish. Tôi 43 tuổi. 43 tuổi. Đây là vợ tôi đẹp. Đẹp xinh. Nhưng mà là bạn là 43 tuổi, công việc của bạn là gì? Và bạn là người nước nào? So what is the job and where you from? Lính, soldier. Tôi đến từ Mỹ, Hoa Kỳ. I was a soldier in the United States. Lynn. Georgia, right. Soldier. Georgia. Like Georgia. Bà Army. Là U.S. Army. Lính bang Georgia. Không phải bà em mà lính Mỹ. Lính phải Mỹ. Là lính Mỹ. Vậy hả? Ủa? Yeah. Một anh police hay là lính? Lính. Quân nhân, gọi là quân nhân. Quân nhân Mỹ. Wow. Afghanistan, Iraq,
Germany, Kuwait, Korea. Ồ, đã từng đi ở Afghanistan, ở Hàn Quốc, đúng không? Rồi. Ồ, vậy đó, quá bất ngờ luôn đó. 43 tuổi rồi. Yeah. Bạn ở Mỹ là bạn ở tiểu bang nào? So one state là New York. New York. Và Hawaii. Hawaii. Portland, Oregon. Portland is the number one Vietnamese city. Yes. Bạn em nói là bạn ấy ở New York, sẽ ở New York nhưng mà cũng sống ở Hawaii và Portland. Auckland. Yeah. Nhưng mà hiện tại thì công việc của bạn ấy là vẫn còn là người lính hay là đã nghỉ rồi? Bạn em là nghỉ hưu rồi ạ. Nhưng bây giờ bạn ở Việt Nam bạn có làm gì không? Mới 43 mà đã nghỉ hưu hả? Đúng rồi ạ. Tại vì là bạn ấy tham gia vào quân đội từ lúc 17 tuổi. Thế thì sau 20 năm thì bạn có thể nghỉ hưu. Mà đặc biệt là bà nhà em nó bị thương ở chiến tranh á, thành ra là về hưu rồi ạ. Được về hưu non. Nhưng bây giờ bạn có làm là thương binh rồi á. Nhưng bây giờ bạn có làm gì không? Không, nhà em cũng không làm gì hết. Giờ thì sống ở đây với vợ con thôi, với em và các con em. Hai vợ chồng là mấy bé rồi? Thực ra là em đến với bà nhà em là lần thứ hai. Em đã có hai bạn của hôn nhân đầu tiên rồi. Bé lớn của em là 17 tuổi. Bé thứ hai là năm em sang tuổi 12. Thôi bây giờ em giới thiệu với em luôn. Đúng đi. Đúng rồi, nhưng mà tụi em đang ở ngoài Hà Nội hả? Dạ. Làm tụi em vô lúc nào? Em vào đây là từ tuổi thứ năm. Thứ năm. Rồi, em giới thiệu về mình đi. Rồi. Chưa có cơ hội chào chị, xin chào chị Hồng Vân. Em là fan của chị đấy ạ. Chào anh Quốc Tuấn. Em là Đào Hợp. Năm nay em 44 tuổi. Và em đang làm giảng viên ở Hà Nội. Giảng viên. Em nói lớn lên xíu. Hợp nói lớn lên nghe hợp, càng lúc hợp càng nói nhỏ. Em là giảng viên. Dạ. Là giảng viên ở trường nào vậy? Em là ở bên Học viện Hành chính Quốc gia. Và có nghĩa là hợp năm nay 44. Dạ. Còn Phan hả? Dạ, anh là Chis ạ. Chis, anh gọi là Chis đúng không? Dạ. Chis. Trish. Trish. Trish là 43. Dạ. Đó, Trish là sinh năm 79 đúng không? Đúng rồi, bằng tuổi anh Quốc Thuận ấy. We are same. I am 79. I am 79. He was born in 1979. Rồi. The same age as you. Ủa nhưng mà bây giờ chị muốn hỏi nè, chờ khoan đã hỏi để tại vì khán giả chắc chắn mọi người chắc cũng rất là ngạc nhiên đúng không mọi người, tại vì bản thân Vân Quốc Thuận giờ cũng rất là ngạc nhiên luôn. Là tại sao bạn lại gặp tụi tôi với một cái ngoại hình như thế này, với một cái bộ đồng phục mà giống như là hai vợ chồng the same nhau vậy. So chị muốn em nói hay là bà cho em nói đây? Hay là Chris nói đi. Chris nói sao em dịch lại đi. So why we appear like the same like outfit as a woman? I mean. You mean what? Why? Well, because I'm a transgender woman. And you're a cisgender woman, but we're both women. Yeah. And we both have great style and fashion. Because we take after you. You have awesome fashion. I love your outfit. So stylish. Okay. Yeah. Cũng chia sẻ với chị Hồng Vân, với anh Quốc Thuận, với các bạn là như này. Trước kia ấy, em lấy nhà em là trong thân hình một người đàn ông. Có nghĩa là em quen nhà em 5 năm trước. 5 năm trước? Đúng rồi. Em có nói thì, to đi. 2 năm tìm hiểu nhau, yêu nhau. Và sau 2 năm kết hôn thì bà nhà em đã chuyển như thế này. Và đã chuyển giới. Năm ngoái với cái thân hình như thế này. Đó. And you là outside dad. Outside. I want to wear outside every day. They're so beautiful. You love outside. Yes. Oh. Really like that. Đây là lý do tại sao mà bọn em xuất hiện với cái hình hài như thế này. Đây là cái áo mà bạn ấy thích mặc. Thành ra hôm qua em phải đi chợ Bến Thành em lấy im cái áo như thế này để hôm nay nó match với bạn này là như thế. Hôm qua là mới sắm cái áo dài này hả? Áo này là bạn ấy vào Thành phố Hồ Chí Minh tháng trước là bạn đã mua rồi và bạn muốn em mặc cùng như thế để này. Xem. Vâng, thế là hôm nay là hai chị em. Rất là thích áo dài đúng không? Dạ. Rất là thích mặc mỗi ngày luôn á. Đúng rồi ạ. Và có phải là với cái trang phục này khi mà lên chương trình thì nó tạo cho Chris rất là thoải mái đúng không? Không, về em có thể nói như này, bà ấy đã
chuyển giới bên Mỹ. Có nghĩa là bên Mỹ thì bạn không nhất thiết là bạn phải phải phẫu thuật hoàn toàn để bạn được coi là một phụ nữ chuyển giới. Đó. Thì với cái hình hài như thế này thì bên Mỹ bạn chỉ cần xưng danh là bạn gọi, tức là lại là cô ấy hoặc là chị ấy hoặc là đại loại là her hay she, thì người ta lập tức người ta sẽ tôn trọng cái pronouns của bạn này. Thế nhưng mà sang Việt Nam thì chúng ta bạn ấy gặp rất là nhiều khó khăn với cái hình hài như này đấy ạ. Đúng rồi, thật ra Thuận cũng rất là bất ngờ. Dạ. À, bất ngờ khi mà hai vợ chồng đồng ý tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Và một cái điều bất ngờ thứ hai nữa đó là bạn lại xuất hiện với một cái trang phục rất là Việt Nam trong chương trình này. Bà nhà em thì rất là thích mặc quần áo dài của Việt Nam, thích lắm. Trong tủ đồ phải có chục bộ áo dài, các màu, các kiểu. Vậy hả? Rồi bây giờ là, bây giờ thật ra là anh cũng như là khán giả đang xem live đang rất là muốn biết là cái cách đây 5 năm, đó. Cách đây 5 năm, we turn around, the first time you meet her, yeah, cách đây 5 năm, cơ duyên nào mà hai người gặp nhau? Can you can say it, like how we met each other? Oh, we first met, I came to Vietnam just on a, just a surprise trip, and I fell in love with Vietnam. And I didn't go back. I didn't fly home when I was supposed to. So I found a job teaching, and it was in Minh Thai. And she lived in Minh Thai. And we love coffee. Amuel Cafe, Amuel Wong Cafe. And there's a coffee shop we both went to, and we kept seeing each other. And she spoke English, I spoke English, and we started talking. She asked me if I would teach some English with her. And we got to know each other, and we slowly, as we knew each other, we fell in love. We fell in love so quick. À, đấy, bạn ấy nói là cái năm 2017 thì bạn ấy sang Việt Nam thực ra để du lịch thôi. Đó, thì bạn ấy tìm được một công việc dạy học, mang tính chất là dạy như cả dạng như là volunteer, dạy. Như nói là tự nhiên lại quên tiếng Việt. Volunteer là mình dạy giúp một cái trung tâm nào đó mà mình không có phù lao. Đó thì bạn ấy sống ở gần chỗ em sống. Đó thì em rất là thích cà phê và bạn ấy thích cà phê. Thì cuối cùng là đi ra một cái quán gần nhà. Thì hóa ra là bạn này sống ở cạnh nhà em và em tức là chỉ cần 5 phút đi bộ. Đó. Thì em biết được tiếng Anh thì em thấy bạn ấy ngồi cũng là một người nước ngoài. Và cái bản thân của em là người luôn luôn làm việc tiếng Anh thì em cũng không ngại giao tiếp. Thế là bọn em bắt chuyện nhau. Thế nhưng mà lúc đó anh đang muốn biết là cái hình dáng bên ngoài của Kristen thế nào, lúc đó là một người một đàn người ông nam, bình thường, đúng rồi, và rất đẹp trai, rất đẹp trai với mái tóc vàng, mắt xanh, và lúc tóc đấy ngắn, tóc ngắn hay dài? Đương nhiên là ngắn rồi ạ. Dư một người hình hài bình thường, nhưng mà cái lúc mà đối thoại với nhau á thì bạn ấy có gentleman không? Manly em đã nói rồi là giống như người đàn ông bình thường. Và em cảm thấy bị ấn tượng bởi cái hình hài đấy, cái vẻ đẹp trai của anh ấy, đúng rồi, mà rất là nam tính. Đó thì bọn em nói chuyện với nhau thì em thì có một cái trung tâm của em là em cũng hỏi ý là nếu như bạn mà nói bạn dạy học ở Việt Nam thì em mà nếu như bạn muốn thì tôi có thể mời bạn về trung tâm của tôi làm việc. Đó, thế là từ đấy thì nói chuyện thì thấy là rất là hợp nhau. Thế nhưng mà bạn này bạn cũng nói là bạn gặp em là bạn phone lâu luôn á, đúng không? Vâng ạ, kiểu như vậy ạ. Kiểu là gặp cái là yêu liền luôn. Là rơi vô tình yêu liền luôn á, tức là giống như cú sét tình luôn á. Nhưng mà anh thắc mắc nha, tại vì nếu đã là người đàn ông mà đã có một cái máu ở trong người như vậy thì không thể nào mà thích người phụ nữ. Mr. Bean of Quốc Thuận, he's confused about you, about the gender. You appear like before as a like image of the man. Why do you like women? Yes. When I was in high school, I preferred to wear my sister's clothes and it made me feel more beautiful. But then as I got older, I joined the military. Everyone wears the same uniform, men and women. So my whole life, I didn't think about it again. I got hurt very bad in Afghanistan in a combat injury. I hit my head, I was blown up. So I had to work on learning how to walk and talk. So I couldn't think about this. And only recently did I find out what it meant to be transgender. I never knew. I didn't know what it was. Because
I've always loved women. And I thought that if I was transgender, then it meant I had to like men. So I don't. So I was very confused. Mm-hmm. Many people still don't understand that gender mm-hmm. and orientation are not the same. Mm-hmm. Gender is made up. We're taught from when we're young children what boys can do and what girls can do. In different cultures, like in Africa and South America, the men wear the makeup. They look very feminine. And originally, I didn't go straight to being a transgender woman. I identified as non-binary. Mm. I used they and them. But this is what made me the happiest. Em dịch cho mọi người đang bạn ấy đang nói rằng là hồi cấp 3 ấy, thì bạn ấy rất thích là mặc quần áo của em gái. Và cái việc mặc quần áo nữ đó khiến bạn ấy cảm thấy là bạn ấy tự tin và xinh đẹp hơn. Thế nhưng mà khi mà 17 tuổi bạn ấy đi vào nhập ngũ, đó. Thì tất cả đàn ông này hay đàn bà thì đều mặc gọi là đồng phục giống nhau. Thậm chí con gái có thể cắt tóc ngắn nếu như họ muốn. Thành ra là tất cả những cái đó thì khiến bà ấy nói là gì, con gái và con trai cũng giống như thế thì thấy bình thường. Thế nhưng mà trong cái cuộc chiến tranh đấy thì bạn ấy bị thương, bạn ấy thương rất nặng. Đó, thì bạn về bạn ấy tức là đã phải dạng như là thực vật đấy ạ, một thời gian khá là dài. Sau khi bạn ấy thực vật dậy thì bạn ấy phải tập đi, tập nói. Anh cứ hình dung cho người chúng ta bị như là stroke ấy, như kiểu bị đột quỵ ấy. Và bạn ấy méo hết miệng và bạn ấy không có thể nói được. Và bạn ấy phải tập đi, tập gọi là tập nói lại từ đầu. Thế thì cả một quãng thời gian đấy thì bạn ấy cũng không hiểu là tức là làm gì có thời gian để nghĩ đến cái giới tính của mình nữa. Bị confused á, nguyên cái thời gian đó. Sau khi mà hồi phục lại ấy, thì thực ra là bạn này lại vướng vào một cái mối quan hệ nó rất là đặc biệt. Phức tạp đúng không? Đúng rồi. Thành ra là bạn ấy luôn luôn phải vật lộn với cái cuộc sống hàng ngày như vậy. Thế là bạn ấy không có thời gian để bạn nghĩ đến là bạn ấy muốn gì. Đó. Thành ra là cho đến... Và một cái điều nữa là gì ạ? Bạn ấy nghĩ là nếu mà là transgender thì là bạn ấy muốn làm thành nữ đúng không? Thì bạn ấy phải thích con trai. Nhưng mà bạn ấy không muốn điều đó. Cho nên là bạn ấy bảo nếu mà chuyển giới mà mình thích con trai thì bạn ấy có thích thế đâu. Cho nên bạn ấy không hề muốn như vậy. Cho nên là bạn ấy gọi là cứ ngày qua ngày là bạn cứ kiểu cứ lãng quên đi ấy. Thế thành ra là And all transgender people are all different. We're not all the same. So for me, another aspect was I had a very difficult time fighting in the Afghanistan war. And I hurt my face. I burned my face. When I look in the mirror and see that image, it causes me a lot of pain. I don't like how that looks. It reminds me of a violent time in my life. Trish, who I am now, has had a very happy life. And when I get look like this, put on my makeup, wear my clothes, I'm so happy. I forget all about the hard times, all about the war, all the things I had to do. I don't think about them. I think about my beautiful wife, our happy life together, our children, and it makes me happy. And so if that's all it is I'm not hurting anyone and I'm truly happy, I feel I deserve to be happy. Okay. You'll speak too long, so I have to insert this. Sorry.